Con ơi, này cô kia, làm gì mà đứng đây hoài vậy? Định rình mò cái gì à? Để cháu chờ bạn chú ơi. Chờ bạn gì mà ở cái xó xỉnh này? Định làm cái gì mờ ám đúng không? Dạ đâu có, bạn cháu hẹn ở đây thì cháu ráng chờ chứ, cháu đâu có rành đường. Hẹn hò gì mà đội mũ sùm sụp vậy? Cháu chờ bạn thiệt mà. Thôi đi đi, đứng đây rình mò như vậy không gian cũng thành gian. Dạ, cháu chờ chút cháu đi ngay mà. Cái nhà đó toàn là người mờ ám tới lui lui không à. Tôi để ý lâu rồi, tôi báo công an ngay đấy. Dạ, cháu chờ bạn thiệt mà chú. Mà chú nè, nhà này có nhiều người lạ tới lui lắm hả? Ai mà biết, toàn cái người là trời ơi đất hỡi lai vãng. Thôi đi đi. Dạ. Alo, tôi nghe. Đã xác định được người gọi điện thoại đến mai cho bà hả? Ok, tốt lắm. Vâng, tiếp tục theo dõi nhà bà Nga và cho mời ngay đối tượng gọi điện thoại để mẹ cho bé. Anh có biết vì sao anh đến đây không? Dạ. Đây là số điện thoại của anh, đúng vậy không? Không anh ơi, không phải số điện thoại của em đâu. Bằng nghiệp vụ, chúng tôi xác định được vị trí, số điện thoại, gửi tin nhắn và điền cho mẹ cho bé là nhà anh. Chúng tôi đã làm việc với cảnh sát khu vực và tổ trưởng tổ dân phố. Anh là đối tượng tình nghi đầu tiên. Anh nghi ngờ bại tội nghiệp em không liên quan đến vụ này đâu. Anh có muốn nghe lại đoạn ghi âm của anh không? Thưa cho anh, điện thoại gì lệ có chức năng ghi âm. Em chỉ đùa gia đình họ cho vui thôi. Thật là anh muốn đọc cho vui. Ôi, chán, không có tiền đi nhậu. Ê, gì mày? Mày muốn có tiền không? Mày có à? Tao làm gì có. Chứ đâu ra ba? Ở gần nhà mày có vụ bắt cóc á. Gần nhà tao? Hàng xóm mày luôn. Sao tao không biết ta? Chờ xíu. Ê, gần nhà tao nè. Mà mày định làm gì? Mày có cái sim bỏ nào không? Tao có. Dọ gia đình nó một phen, biết đâu kiếm được chút tiền. Trời, để tao làm. Tụi mày mà báo công an thì con của mày sẽ chết. Tụi tao đang cần tiền gấp, gom tiền nhanh. Tao nhắn dạy được chưa? Được rồi đó, mày gửi đi. Tao gửi ha. Sau khi nhắn xong, mày gọi thêm một cuộc, nói thêm một câu cho vợ chồng nó chết khiếp. Cũng gần nhiều vài chục củ thôi. Tao chỉ cần tiền nhậu với tiền chuộc xe là được rồi. Vài chục củ ăn thua gì, phải vài trăm củ. Thấy vợ chồng nó cũng có tiền. Thôi đi ba, ít thì còn có. Vì nó bắt công an là tụi mình không có một xu luôn đó mày ạ. Chúng tôi tạm giữ anh và bạn của anh để xác minh thêm. Anh có biết hành vi của mình cản trở đến quá trình điều tra không? Này, cô bé kia, làm gì mà đứng rình mò mãi thế? Dạ xin lỗi. Alo. Alo sếp ơi, em theo dõi bà Nga thế này thì kiểu gì cũng bị lộ à. Sếp cho em hướng xử lý đi ạ. Được rồi, hãy đây lên. Dạ vâng ạ. Sếp. Dạ. Sếp nhìn xem, qua thông tin thì có hai người dân biết đến vụ bắt cóc này, cho nên họ đã gửi cho chúng ta bức ảnh này ạ. Anh nhìn kỹ xem, sau lưng hai cậu thanh niên này chính là cháu bé ngồi trên ghế đá cùng với người phụ nữ mặc váy hoa. Khả năng đây là thời điểm mà bố cháu bé để cháu một mình và cô ta ra tay. À, vâng, có tận hai bức ảnh chụp cô ta nhưng mà đều hướng tới một góc nhìn thôi ạ. Có thể cô ta là nghi phạm. Nhưng bức ảnh chụp thì khá xa nên không có rõ mặt.
Cậu cho nhận dạng người phụ nữ này đi. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Bắt ngay bà Nga. Chị đã bị bắt. Em bắt tôi không buôn bán gì hết á. Tôi giao hàng thôi chị ạ. Các cậu giữ vững hiện trường và gọi cho đội ba tí để tiếp chặn vụ này. Tôi về cơ quan để xử lý việc khác. Anh ơi, camera an ninh cách công viên chừng 1 cây số có ghi nhận hình ảnh của một người phụ nữ mặc váy hoa đi lên một chiếc ô tô màu trắng. Rất có khả năng đây là một chiếc Grab. Theo như em tìm hiểu thì hướng đi của xe là về hướng Bắc ạ. Rất có khả năng cháu bé đã bị đưa ra khỏi thành phố trước khi mà bố cháu bảo con mình bị bắt cóc. Đối tượng Nga sau khi mãn hạn tù thì cô ta trở về với nghề bán lẻ ma túy, cho nên có thể loại trừ cô ta chính là kẻ bắt cóc cháu bé. Nhưng mà đội ma túy thì vẫn đang khai thác thêm. Bây giờ phải xác định cho ra tài xế mà lái chiếc Grab màu trắng này. Rất khó đấy. Nhưng mà bằng mọi giá phải xác định cho ra trong thời gian sớm nhất. Và em gửi cái thông tin về chiếc xe này cho công an thành phố Huế ngay. Đây là hình ảnh chúng tôi có được. Chị có nhận ra người phụ nữ mặc váy hoa này không? Chụp xa quá, không rõ mặt. Nhưng mà cái váy hoa này tôi quen dữ lắm. Chị cố nhớ thử xem. Đúng rồi, người phụ nữ mặc váy hoa này tôi thấy nhiều lần lắm. Chị ta ngồi góc đằng kia kìa. Chị ta hay mua đồ của tôi nhiều lần. Chị có nhớ hình dáng của chị ta không? Tả lại thử xem. Người cao cao, tầm 30 tuổi, mắt to, chân mày rậm, mà hình như là người Bắc đó chị. Sao chị biết chị ta là người Bắc? Mẹ tôi người Bắc mà, nghe giọng biết liền chị à. Thế vào thời điểm cho bé mất tích chị có thấy chị ta ở đó không? Có, tôi có thấy chị ta. Được rồi, cảm ơn chị. Em điều tra thông tin chiếc Grab màu trắng đến đâu rồi quá? Dạ, bọn em đang lọc thông tin ạ. Vâng, đến đây chưa? Dạ, chị Vân đã đến nơi. Công an thành phố Huế cũng đang giúp chúng ta trích xuất các camera an ninh và tăng cường kiểm tra đường đến và đi khỏi thành phố. Nhưng mà giả sử như nếu đối tượng không bên Huế mà còn đi xa hơn nữa thì sao ạ? Tôi nhận định thông tin cháu bé bị bắt cóc đã được đưa lên các trang mạng xã hội và các mặt báo thì đối tượng không dám đi đâu xa đâu. Còn thông tin nghi phạm lên chiếc xe màu trắng ấy, nếu là đúng thì tôi nghĩ chúng ta đi đúng hướng rồi đấy. À, vâng. Em xin lỗi ạ. Dạ vâng ạ. Bà Ngọc Anh đã tìm thấy lái xe Grab. Chị Vân đang đến gặp cậu ta. Cậu với tôi đi Huế ngay. Trời tối rồi đấy. Chị anh. Anh có phải là Dũng, tài xế Grab? Dạ đúng ạ. Tôi là cảnh sát điều tra. Dạ vâng. Rất may là liên lạc sớm được với anh. Anh có nhận ra người phụ nữ mặc váy hoa này không? Dạ tôi nhớ chứ. Tôi vừa nhận chở chị ta xong, mới hôm qua đây thôi. Chị ta theo tôi trở về Huế với giá là 1,5 triệu ạ. Anh có nhớ mặt chị ta không? Dạ, lúc đó tôi cũng không nhìn kỹ bởi vì là cũng không nói chuyện gì nhiều. Anh có nhớ nơi chị ta xuống xe không? Tôi nhớ là chị ta để tôi chở lòng vòng một chập rồi mới xuống xe. Đó là đường lên đại hành chị ạ. Chị ta xuống xe cùng với đứa bé khoảng 2 tuổi chứ? Dạ có, đứa bé tầm 2 tuổi ạ. Được rồi, cảm ơn anh. Alo, cho rà soát tất cả các camera đường Lê Đại Hành và khu vực lân cận. Chị Hương, chị đã bị bắt về tội bắt cóc trẻ em. Mục đích của chị là gì? Chị có biết bắt cóc và buôn bán trẻ em
bị xử phạt rất là nặng không? Dạ, em không bắt cóc trẻ con đâu anh. Hành vi của chị cho thấy chị bắt cóc cho cốm. Ngày hôm đó trong công viên, em thấy cháu bơ vơ tội nghiệp, cho nên em đem cháu về nhà. Chị đừng quanh co chỗ tôi, chị bắt cóc cho bé để bán, có phải không? Dạ không anh. Em mang cháu nó về nuôi, em chăm sóc chu đáo, nó cũng quý em, chứ không khóc lóc gì ạ. Chị nghĩ sao mà bắt con ra về nuôi? Em chỉ muốn có một đứa con thôi ạ. Chị nghĩ thế mà chị bắt cóc con người ta sao? Hoàn cảnh của em có nhiều điều khó nói lắm anh. 2 năm trước em có thai, chồng chưa cưới của em đi xuất khẩu lao động, nhưng đến khi gần sinh thì em bị lưu thai. Bây giờ chồng chưa cưới sắp về, những con em thì không còn nữa. Không có con, nó không cưới, nó đòi bỏ em. Cho nên cô ơi, con thích bánh không? Đi với cô mua bánh nhiều cho nhé. Đi, đi cô. Dạ, bao tiền ạ? 1,5 triệu đồng. Dạ, anh cho em đi với ạ. À, đây đây, kẹo ở trên này nhiều quá. Ôi, trên này nhiều kẹo quá con. Trên này nhiều kẹo quá con. Đây 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 đây. À, đây đây đây. À, đây mẹ đây, mẹ đây, mẹ. Wow. Thực sự thì em không có ý định bắt cóc con người ta đâu anh. Nhưng cuộc đời em không có con bi đát lắm. Em mang cháu nó về nuôi, chứ không có ý định bán cháu đâu ạ. Dù gì đi nữa thì tôi bắt cóc trẻ em của chị không thể tha thứ được. Anh ơi, thì chuyện án cũng kết thúc rồi. Anh cho em xin phép về đi ngủ một chút, mệt quá. Em cũng xin phép về đây. Còn vụ mới, các đồng chí chuẩn bị tinh thần trực đêm. Mà vụ gì vậy anh? Đang mang trong nghỉ, không có thời gian nghỉ ngơi đâu.